Ok, và video clip tiếp theo sau trận U19 Lyon là đây nhé cả nhà ơi. Mình đã có một trận sân 5 cùng với chiến toàn chủ sân CT Sport nha. Tóm lại là đội bạn áo vàng lên sân mà thiếu đội đá chung nên mấy anh em chủ sân gom thành một đội đá quất luôn chứ sao giờ. Rồi, cả nhà cùng xem nha. Tập tành ơi. Đông về khóc đi đấy. Chờ. Chết rồi. Tự tành. Nói chung pha này chích mũi luôn cũng được, nhưng nếu mà giữ lại thì mình lên phụ thành 2-1. Ngước mặt lên nhìn mà không thấy đồng đội đâu, thôi trả về cho chắc. Đây 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 đây. Trả về. Trả về, trả về. Pha này mà trả về có phải ngon hơn không? Ok. Suýt bị ăn trái banh trúng camera, may mà né kịp. Ok. Tiếp tục. Số 7 ơi là số 7. Rồi kéo về, ok. Rồi bỏ. Ây da. Rồi xong, vấp cái mũi giày lật sơ mi rồi. Thay 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 thay. Thay người em ơi. Thay thay. Lần nào mang đôi này cũng lật sơ mi ta. Mình mấy lần chán. Tranh thủ chườm đá trước khi nó đau nặng. À, giờ phải chườm đá gấp. Vừa mới bị cái đầu gối, giờ tới bị cái mắt cá chân. Chán gì đâu. Do cái mũi dài đá sân năm đấu được thôi. Cây. Nó ngay cộng gân này. Đỡ đau xíu vô lại. Tại mình thấy cũng không đau lắm nên chắc là đá tiếp lại được. Cho thưởng kéo. Dạ. Tốt tâm. Về lại tâm. Nhữ cái là Coresta và qua người hoàn hảo. Rồi đây luôn, đây luôn. Nè 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 nè. À. Thank you.
Đây. Hay quá. Dạ. Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Hay quá trời luôn rồi. Tâm. Nè, trả đi. Anh nghe. Tốt tâm, dễ tâm. Dễ tâm, dễ tâm. Oh. Tay tiếp. Tay. Tốt tay ơi. Dí. Ok, đúng rồi, dí đi. Tuyệt vời. Tan, tan, tan. Chân trái. Rồi, tâm tâm nghe anh nè. Anh với em đá thôi. Số 7 yếu lắm. Số 5 mà. Đây. Dứt điểm. Kẹt về. Ok. Ok, dí luôn. Tốt rồi. Lấy lưng tâm, tự tâm, đẩy ra, đẩy ra, đẩy. Ok. Tự tan, tự tan. Này, chơi. Chơi, chơi, chơi. Đá. Ok. Gần quá rồi, gần quá rồi. Dạ. Ráng chơi nữa nghỉ. Trái nữa rồi nghỉ. Mệt. Này dính cái chân thương nhỏ ngay mất cá chân nữa. Trời ơi. Nhưng mà hy vọng là không sao. Cũng vẫn có thể tiếp tục đi lại đá bình thường. Chưa có dấu hiệu đau nặng. Tại nãy mình có chườm đá xong rồi. Giờ hy vọng là ngủ dậy nó không đau nặng. Bây giờ thì mình đã ở sân Cao Ba Tư để chuẩn bị cho trận đá banh tiếp theo. Và đây cũng là trận banh thứ 3 trong ngày của mình. Và anh em cứ yên tâm về vấn đề thể lực. Mình vẫn còn sung sức lắm, tại mấy trận trước mình có đá đâu, đi bộ không à. Công việc là hàng ngày đi quay clip phục vụ cộng đồng đam mê bóng đá. Đó, mọi người xem nãy giờ cách quấn băng không biết nhìn ra không? Cứ quấn theo vậy là ok. À, là tại mình đeo chỗ này nên thành ra mình quấn kiểu này nha, còn nhiều người khác đeo chỗ khác quấn kiểu khác nha. Mandori to vô lực semi giờ thôi, trở lại với top Sala huyền thoại. Cái đôi Adat Rui to mang lực semi hoài luôn. Cái mũi nó dài quá. Chân em nè, cái bề ngang nó rộng. Thì em muốn mang vừa ra đó thì em phải chấp nhận cái mũi nó dài xíu. Nó hay bị vướng lại trên cái mặt cỏ. Nói chứ đôi này mang sân 7 thì ok. Còn đá futsal thì hơi khó. Tại bước di chuyển của futsal nó khác với bước di chuyển của sân 7. Nên thành ra dễ bị ảnh hưởng. Ok. Giờ thì full giáp rồi, chiến thôi. Không. Hầu không vậy không? Ôi. Hãy
chờ. Suy thấy đeo camera ráng đưa vậy nữa. Gôn. Ai da. Pha này mình canh me để sâu kim, nhưng ai ngờ bắp banh tử té luôn. Hơi cay. Pha này thì Bảo đẩy banh hơi dài, mà thủ môn đội bạn thì cũng hơi ham banh, nên thành ra xảy ra một pha va chạm khá nguy hiểm. Rất may là cả hai không sao. Cái lỗ cầu ơi. Không 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 không. Tốt. Hay quá anh ơi. Xí ơi. Sát người vô. Lại vô. Tốt gôn. Từ thôi. Không. Rồi. Chạy. Ok. Ôi trời ơi, tới đây thì máy quay hết pin và không thể quay tiếp được. Mình còn một trận khác gặp lại đấu hôm nay, anh em cùng chờ xem nha.